khi ngắm san hô xong thì mình di chuyển tới Hòn Thơm để đi cáp treo về đảo Phú Quốc nha các bạn. Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo 3 dây hiện đại có tổng chiều dài 7.899m nối từ phường An Thới qua các đảo Hòn Dừa, Hòn Rọi tới đảo Hòn Thơm. Tuyến cáp treo này được tổ chức Guinness trao tặng chứng nhận là cáp treo dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo gồm 2 nhà ga, 6 trụ tháp, hệ thống gồm có 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách và được vận hành ở vận tốc tối đa là 8.5m/giây. Thời gian di chuyển từ ga An Thới đến ga Hòn Thơm chỉ mất khoảng 15 phút. Thank you.
Đây là nơi trưng bày một số thiết bị cấu thành lên hệ thống cáp treo. Thank you.